Rồi, test nhẹ chiếc Fuger 125 mới là một khung thái bên độ xem nào ha. Con này em làm là khung trước đầu sau nhìn thấy ha. Chạy ốc êm bền nhẹ nhàng cho anh em, bao cho anh em chạy nhẹ xe bốc. Rồi, chào anh em Fuger 125 FI nha. Giới thiệu cho anh em có nào làm cái nồi thái ăn Tết nha. Con này đang bị tình trạng là chạy nó tuột nồi lì rồi. Và kiểm tra thì là cái nồi đàn này, cái nồi bố dán nha. Bố dán mà chạy đang mòn chai lì bố chạy rung đầu rất khó chịu nha. Em làm cái nồi thái là chạy êm ru ha, không rung không giật nha. Rồi, cho anh em coi sơ bộ cái nồi cũ để cho anh em nắm cái quần trước ha. Cái nồi cũ đang đi cái nồi bố dán này. Đây, bố này bố dán hay chạy bị mòn chai bố lì bố nha. Đó, nó màu bị nhà rung giật lắm. Cái chuông bị chạy sập chuông ha. Và chuông giúp cái đồi để dán bố nè. Đó. Còn cái bố sắt nồi sau nè. Đó, bố sắt lô bị nhà này nó chạy tuột nồi hao xăng ha. Đó, em trả lại quên là cái nồi là dinh thái luôn. À, cặp nhôm nồi đang bị tình trạng nó mòn lõm rồi, không còn được phẳng ha. Mòn lõm âm xuống nè, âm xuống cả ly nha. Đó, mòn âm xuống rồi. Rồi, còn cái lò xo thì đang bị tình trạng là lúng xẹp rồi ha, không còn được bung nha. Đó. Rồi, cấu hình thì em sẽ đi để chiếc xe này combo là full bộ nồi thái. Em sẽ dùng là cấu hình là bố thái bản lớn nha, sẽ có hai cấu hình, một là bố bản nhỏ, bố thái bản nhỏ, hai là bố thái bản lớn nha. Em sẽ ưu tiên là dùng bố thái bản lớn cho xe luôn. Rồi, còn có một cái chuông nồi như thế này, chắc đẹp xe nè, đi full lại nguyên chuông thái. Chuông thái thì mã số đầy đủ rõ ràng cho anh em ha, còn cái chuông lô là không có mã số nha, nhiều cái tiệm khác sẽ làm cái chuông lô cho anh em á. Rồi, phần bố là đi là bố thái nè, 1 2 3. Em đi là bố dinh thái dài bản lớn nha, rất bền ha. Đó, không có đi bố dán. Phần cái nồi sau sẽ ưu tiên chủ xe là dùng là bố thái bản lớn ha. Đây, đây là combo nó gồm có là bốn lá bố dinh thái bản lớn nè, 1 2 3 4 ha. Đó, em đi là đi bản bố 6 ly nha. Đó, còn đây là bản bố dinh thái bản 4 ly nè. Bản 4 ly nó sẽ rẻ tiền hơn ha. Chạy nó không bắt bằng bản 6 ly nha và không bền ha. Đây. Đây là cái bản dinh thái bản 4 ly ha. Đó, mắc in Thái Lan nè. Đó, phần này còn này là bản 6 ly ha. Em sẽ đắp bản 6 ly nha. Bền hơn rất nhiều ha. Sắt nồi dinh thái combo nó gồm 3 lá này, trắng đẹp luôn nó cho xe luôn. Đó. À, đi kèm lại cho anh em full combo là cặp nhôm nồi dinh thái này, trắng đẹp luôn ha. Quá đã luôn. Đó. À, lò xo em sẽ đi là 6 lò xo nồi thái đồng đều nha, không có đi là xo lớn là xo nhỏ nha. Đi là xo lớn là xo nhỏ sẽ tình trạng là hư nồi của anh em ha, và mòn nồi không đều nha. Đó. Thì tại sao kỹ sư thiết kế là xo lớn xo nhỏ, không có là xo lớn xo nhỏ nha. Thiết kế là 6 xo đồng đều ha để cho anh em chạy cho bền ha. Rồi, anh em mà muốn làm nồi thì ghé bên Độ Xe Việt Nam. Bên em thì chuyên làm nồi cho dòng Fuger 125 nha. Rồi, em chào anh em. Rồi, chào anh em Fuger 125. Giới thiệu cho anh em có hình lên combo bộ nồi thái ha. Đầu tiên cho phần cái lá bố phần cái đế này, combo nó gồm có là bốn bố bản lớn bản 6 ly nha. Và ba sắt nồi dinh thái. Đó, anh em lắp đúng chiều. Chiều côn thì nằm dưới nha, còn ở chiều bén nằm trên ha. Lắp đúng nó có chiều chiều ha. Đó. Rồi, em tiến hành cho phần cái chuồng heo này vô để định tâm lá bố nồi nha. Rồi, tiến hành cho phần 6 lò xo này vô. Lò xo thì nó có hai chiều ha. Anh em để cái chiều lớn nằm dưới nha, còn cái chiều nhỏ nằm trên. Tiến hành là cho phần cái mặt ép nồi vô, mặt ép nồi 6 chân 3 tán nha. Xiết đều 3 con như hình ngôi sao 3 cánh ha. Đó, anh em xiết từ từ từng con một nha. Và nguyên tắc xiết đều như hình ngôi sao. Rồi, tiến hành cho phần cái bộ nồi sau với lại cái chuông nồi trước vô, tới phần cái cùng bố ba càng nồi trước vô. Đó. Em tiến hành lắp nồi sau trước rồi, lắp nó nhanh nè. Rồi, tiến hành cho phần cái lồng đền chặn phe, lồng đền outside và tán nồi trước vô nhanh ha. Đó, còn cái nồi sau sẽ gồm một lồng đền dày nồi sau và tán nồi sau. Rồi, tiến hành bắn cái nồi trước nồi sau, sau đó lắp kê lại toàn bộ lồng đền chặn phe nồi trước nha. Đó, gắn nắp lồng chất tâm và ụp góc nồi và test cho anh ha. Full có bình bộ nồi thái chiếc Fuger 125 nha. Chạy bốc êm bền nhẹ nhàng cho anh em. Rồi, test nhẹ chiếc Fuger 125 mới là một Fuger thái bên Độ Xe Việt Nam ha. Con này làm là Fuger trước nồi sau thì dinh thái ha. Chạy bốc êm bền nhẹ nhàng cho anh em, bao cho anh em chạy nhẹ xe bốc ha và không rung giật nha. Đó, chạy theo 5 tháng rất ok ha. Đó, 5 10 năm lại bền như zin nha. Đó. Có bình em thay nguyên là bộ chuông thái nè. À, bố bá càng thái dài nha. À, lên full combo cặp dung nồi nè. À, bố bản dinh thái 6 ly ha. À, sắt dinh thái 6 lò xo nồi đồng đều nha. Không có đi xe lớn nhỏ ha. Đó, test nhẹ để cho anh em tham khảo luôn. Có bình nồi nó thấy rất sướng nha. Dứt là lên thôi, em rung nhẹ nha. Đó. Số nào cũng ngon lành gần đào ha. Bao cho anh em là đề ba luôn ha. Không bao giờ bị rung giật nha. Đó, quá sướng. Full bộ nồi thái Fuger 125. Êm bền nhẹ nhàng đón Tết nha. Đó. Anh em Fuger mà muốn làm nồi làm máy thì ghé bên Độ Xe Việt Nam. Bên em chuyên làm máy làm nồi dòng Fuger nha. Đó, Fuger 110 125 ha, chạy bốc êm bền nhẹ nhàng. Làm xong thì em sẽ test thử cho anh em ha, test thử và chạy thử cho anh em. Đó. Bao cho anh em không bao giờ bị rung giật và bị lì nồi ha.